Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, nội dung chi kinh phí thi học sinh giỏi tại một trường trung học phổ thông ở Hưng Yên tới 7 tỷ đồng khiến dư luận băn khoăn theo phân bổ mức chi, khoản kinh phí này chiếm hơn 60% kinh phí không thường xuyên giao cho đơn vị sử dụng, tương đương 11,47 tỷ đồng và bằng khoảng 23,5% tổng chi của năm 2023, tương đương 29.753 tỷ đồng. Trong khi đó, theo dự toán, trường chỉ dành khoảng 2 tỷ đồng học bổng cho học sinh anh hát chú Hưng Yên bày tỏ băn khoăn khoản dự chi trên của trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên có đồng nghĩa với việc trường coi trọng thi học sinh giỏi hơn là bảo đảm giáo dục phổ thông toàn diện như một mục tiêu của trường chuyên được nêu ra trong quy chế hoạt động của trường hay không. Qua trao đổi thông tin, ông Nguyễn Văn Duy, hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên xác nhận có nội dung kinh phí thi học sinh giỏi với dự toán 7 tỷ đồng. Tuy nhiên theo ông Duy, số tiền này theo dự trù kinh phí của bộ phận tài chính trường và gồm nhiều hạng mục Ông Duy nói, nội dung kinh phí thi học sinh giỏi gồm nhiều nội dung, trong đó liên quan đến công tác thi học sinh giỏi. Nội dung này gồm nhiều hạng mục như chi cho, dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, mời chuyên gia, tổ chức hội thảo, tập huấn giáo viên, tham gia thi cụm các trường chuyên. Hiện nay, trường đang ôn thi cho cả khối 12 gần 100 em. Trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên cũng như các trường Trung học Phổ thông chuyên khác trên toàn quốc sẽ có hai nhiệm vụ song song. Thứ nhất, hoạt động như các trường Trung học Phổ thông bình thường. Thứ hai là đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Việc đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi muốn làm được cần chương trình riêng, nếu nhìn vào số tiền đó mà không hiểu, cứ nghĩ là chỉ mỗi chi phí thi nhưng thực tế là thêm một chương trình khác. Ông Duy cho hay, kinh phí thi học sinh giỏi chỉ là số ít và có định mức chung. Theo Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hương Yên, dự toán này, nhà trường thực hiện theo quy định các nội dung chi của ngân sách nhà nước và được Sở Giáo dục Đào tạo phê duyệt sau đó mới công bố.